Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện. Bệnh viện là một trong những đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Trong đó, các khoản thu trong bệnh viện như khoản viện phí hay làm rất nhiều các công việc khác nhau như kế toán kho, kế toán bảo hiểm, kế toán thu ngân, kế toán viện phí và kế toán tiền lương. Các vị trí đòi hỏi kế toán phải giàu kinh nghiệm và có nhiều chuyên môn. Đến với khóa học của Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về công việc của một đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện, nắm rõ được quy trình, phân tách chi phí và lập định mức ngân sách nhà nước, thành thạo việc phân bổ định mức chi tiêu, dự toán nguồn kinh phí và quản lý nguồn thu sự nghiệp. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu nội dung của khóa học. Trong nội dung của khóa hành chính sự nghiệp bệnh viện sẽ được chia làm 3 nội dung. Nội dung thứ nhất hướng dẫn thực hiện việc nhập số dư đầu kỳ. Nội dung thứ hai là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính. Và nội dung thứ ba là hoàn thiện sổ sách và lên báo cáo tài chính đối với mảng hành chính sự nghiệp bệnh viện. Ở nội dung thứ nhất hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc bàn giao lại sổ sách từ các kế toán cũ, hướng dẫn thực hiện việc nhập dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được báo cáo liên tiếp theo các năm. Chỉ rõ được các mối quan hệ trên các tài khoản của báo cáo chi tiết so với báo cáo tài chính. Nội dung thứ hai hướng dẫn chi tiết cho chúng ta các quy trình liên quan đến rút dự toán, các quy trình hồ sơ liên quan đến giao rút dự toán và quy trình thu phí lệ phí, hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến thu chi từ nguồn viện trợ vay nợ nước ngoài, chi tiết các quy trình khác liên quan đến thu hộ chi hộ, hạch toán và lập các hồ sơ theo dõi các nghiệp vụ. Phân biệt được các nguồn thu của đơn vị và nguồn thu dịch vụ, quản lý và theo dõi công nợ. Nội dung thứ ba, hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc hoàn thiện toàn bộ các sổ sách, kết chuyển các nguồn kinh phí và các nguồn chi phí thường xuyên, hướng dẫn thực hiện việc cách kê khai lên báo cáo, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng nếu có. Hướng dẫn thực hiện lập các tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn đọc hiểu phân tích từng chỉ số trên báo cáo và thực hiện việc in sổ sách theo từng hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học, bao gồm hình thức học lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com và tìm kiếm đến khóa học kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện. Hoặc các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình học khóa kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.